Thầy xin trả lời luôn, nó cũng là cái duyên. Mà chúng ta đã gì, đã có duyên với nhau, đã thờ như vậy rồi thì thôi cứ cho nó chọn cái duyên đi, chuyển các cụ khác đi thì cũng chuyển cụ về. À, biết nó là cái duyên rồi, nó mình cứ nói nôm na mà, bố chúng ta có bố gì, có một người bố đẻ và một người mẹ đẻ thôi, đúng không? Nhưng chúng ta cũng có thể có thêm người bố nuôi và những người mẹ nuôi gì, nuôi khác. Bố nuôi có thể còn đem lại nhiều cái sự tốt đẹp hơn cho chúng ta từ như bố đẻ. So với bố đẻ, bố nuôi có thể còn đem lại lợi ích, đem lại cái sự giáo dục, đem lại cái sự dạy dỗ, đem lại cái nhiều thứ cho chúng ta nhiều hơn bố đẻ. Tuy nhiên, bố đẻ và bố nuôi chúng ta phải quan trọng như nhau. Hay là mẹ đẻ mẹ nuôi cũng như thế. Có thể mẹ đẻ chúng ta ra, bỏ chúng ta, không nuôi được chúng ta ngày nào, đem vứt ra ngoài thì đầu đường xó chợ họ đem cho là con nuôi. Mẹ nuôi tuy không mang nặng đẻ đau, nhưng chăm sóc chúng ta, nuôi dưỡng chúng ta, khiến cho chúng ta gì, được lớn khôn, được trưởng thành, được thành người. Và sau 20-30 năm sau, khi chúng ta thành người, có công ăn việc làm, có vị thế trong xã hội rồi, có tiền tài của cải vân vân, có đủ thứ rồi, thì lúc đó bà mẹ đẻ chúng ta tự nhiên là tò ở đâu ấy mới tìm đến nhận mình là con đẻ. Đến lúc này, nếu chúng ta là người có hiếu, chúng ta có nên phụ mẹ đẻ không, đuổi mẹ đẻ đi không? Không. Nếu không có mẹ đẻ thì chắc chắn cũng không có mình ngày hôm nay. Hoặc rằng chúng ta bây giờ nhận mẹ đẻ lại quay lưng với mẹ nuôi, nói là bà không phải là người sinh ra tôi, bà chỉ là nuôi tôi thôi. Thì bây giờ thì bà nuôi tôi bao nhiêu năm, bây giờ tôi trả bà mấy tỷ thế là xong. Tình nghĩa của tôi với bà đến đây là hết. Tôi nhận mẹ đẻ tôi, không nhận bà là mẹ tôi nữa. Như vậy có được không? Cũng không luôn. Cho nên chúng ta phải biết rằng sống ở đời phải điện lấy cái gì? Cái nền tảng đạo đức, nhân cách, hiếu đạo làm căn bản để mà gì, mà sống, để mà tu. Tất cả nó là cái duyên. Có thể đấy là gì? Là không phải là mộ ông nội nhà mình, nhưng có duyên chuyển các cụ đến thờ cũng bao nhiêu năm rồi. Bây giờ mình cứ gọi là gì? Người đó ngang hàng với ông nội nhà mình đi. Coi như là gì? Là tầm các cụ nhà mình đi. Một cái cụ là nuôi của các cụ gia trì cho dòng họ nhà mình đi, cho con cháu được bình an đi. Coi như là một cụ tổ nhà mình đi. Giống như là thầy nói nôm na như là ông nuôi, như là bố nuôi á, giống như là mẹ nuôi đó. Thế là gì? Mình yên tâm để làm tròn cái trách nhiệm, cái nghĩa vụ của con, của cháu đối với các cụ vậy. Đấy, gia đình này nên làm như thế. Còn bây giờ mà bỏ các cụ ở lại đấy thì chẳng khác gì mà gì, có duyên với nhau, nhận làm bố nuôi mẹ nuôi rồi, bây giờ mình nhận được bảo là thôi đây không phải là người sinh ra mình, cho nên mình bỏ người ta. Trong khi đó người ta có duyên với mình, người ta giúp đỡ mình, nuôi mình, chăm sóc mình, bảo vệ gia đình mình mấy năm nay. Bây giờ mình thì mình lại bảo người ta không phải, mình đem mình bỏ, thì khác gì mình là người gì, vong ân bội nghĩa đâu. Cho nên làm người chúng ta phải giữ chọn cái đạo hiếu, làm tròn cái duyên, cái bổn phận của chúng ta vậy. Chuyển một ngôi mộ thực sự mà chuyển theo như vậy, nó có hết nhiều đó các quý vị, không hết nhiều đâu. Một cái chụp bây giờ nó 3-4 triệu để xong mà, 2 triệu cũng có. Đấy thì chụp các cụ nhà chúng ta như thế nào, với chụp mua cái chụp và sẵn như thế, xây như thế nào thì xây như thế, thế là xong. Không có gì đâu, không tốn kém nhiều. Tự nhiên chúng ta chuyển một cái đâu còn phải cố bàn, còn rình rang, mà này là quy tập liền một lúc mấy cái cơ mà, thì làm luôn. Trường hợp này thầy khuyên như vậy. Phật tử nào, gia đình nào có trường hợp tương tự như thế này hoặc na ná như thế này thì cũng nên phát tâm làm như thế, để cho gì, âm dương lưỡng lợi, hai bên đều hoan hỷ. Mà quan trọng là cái tâm của chúng ta không cảm thấy gì bị cắn rứt ở trong lương tâm một chút nào. Đấy là gì? Đấy là tốt đấy. Câu hỏi thứ hai: hiện nay anh trai con 71 tuổi bị suy nhược cơ thể và hay lo lắng, không biết có phải do phần âm không tốt không ạ? Anh con tuổi này có bốc mộ cho mẹ và quy tập được mộ không ạ? Nếu được phép thực hiện các việc trên thì kính mong thầy chỉ dẫn cho gia đình con biết thời gian, cách thức di chuyển hài cốt về quê, quy tập và nghi thức khi đặt hài cốt xuống huyệt như thế nào. Nam Mô A Di Đà Phật. 71 tuổi, 71 tuổi người ta gọi là tuổi gì? Tuổi này tuổi kim lâu đấy đúng không? 1368 thị kim lâu. Nên xem 71 tuổi kim lâu nó vào trạch gì? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 71. 71 vào trạch nghi là trạch tốt, có thể làm được.
Nhưng mà tránh động thổ, mình đứng lên là cái người chủ gia đình để cho con cháu với lại những người ít tuổi hơn hay nhiều tuổi hơn người khác là động thổ cho. Đó, động thổ và đặt các cụ xuống cho. Đứng vẫn đứng tên được, nhưng mà tránh động thổ và tránh gì? Tránh đặt, còn vẫn ra bình thường được. Nên đây các cụ nói là nên tránh tự mình động thổ, vẫn đứng để cho con cháu làm theo được. Làm thì nên làm từ tháng 10, tháng 11 trở đi. Theo phong tục tập quán ở phía Bắc của chúng ta là cứ bắt đầu là từ tháng 10 trở đi thì thường người mới làm. Còn bình thường trừ những cái việc mà bất khả kháng, như là nhà nước họ giải phóng để làm các công trình nhà nước, điện đường, trường trạm vân vân, thì chúng ta bắt buộc phải chuyển, thì cái lúc đó có cái tháng riêng, tháng 2 qua rằm tháng riêng là chuyển cũng được. Nhưng đấy là trường hợp bất khả kháng. Còn trường hợp bình thường ra thì cứ để đến tháng 10, tháng 11 gì đó. Miền phong tục miền Bắc chúng ta là thường làm cái mùa đó. Lúc đó các cụ bảo hết sấm sét, hết sấm chớp rồi thì làm nó sẽ tốt hơn về cái phần tâm linh, truyền mồ truyền má. Đấy, cái phong tục như thế rồi thôi thì chúng ta cứ để. Còn ngày giờ các thứ cách làm thì mỗi nơi có một khác, không giống nhau. Còn làm theo Phật Pháp thì có nghi thức rồi. Đấy, xuống cái phòng thông tin mà thỉnh hình như có cái quyển nghi thức đã hướng dẫn mà làm. Nam mô A Di Đà Phật. Nam